xe bánh mì Sài Gòn không đồng rong ruổi đến từng ngõ ngách giữa khuya. Xót cảnh Sài Gòn oằn mình chống dịch, dân lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người không thể ngồi yên mà quyết ra tay giúp đỡ. Nói đâu xa, nhóm bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ của anh Hoàng Đức Huy, 33 tuổi quê Hải Phòng, lập cùng nhóm bạn chính là ví dụ. Đều đặn mỗi tối các ngày thứ 2, 4, 6, nhóm của anh rong ruổi trên khắp các con đường kịp thời trao tay những ổ bánh mì giúp bà con qua cơn đói. Theo thông tin từ thanh niên, nhóm bánh mì không đồng của anh Huy đã hoạt động từ đầu tháng 7. Giai đoạn mới bắt đầu, anh phát chừng 100 ổ mỗi đêm. Sau đó thì quy mô ngày càng mở rộng, số lượng bánh cũng tăng lên từ 200 đến 300 ổ. Có điều cảm thấy bấy nhiêu vẫn như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu nên anh quyết định đứng ra kêu gọi quyên góp. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, số tiền thu được lên tới tận 1,1 tỷ đồng khiến anh nửa kinh ngạc, nửa không khỏi lấy làm xúc động. Danh sách các nhà hảo tâm phải nói là vô cùng đa dạng, từ trẻ em, bà con các tỉnh thành trong nước đến kiều bào đều có đủ. Được biết nhóm anh Huy hoạt động theo mô hình tự nguyện, nghĩa là ai có thời gian rảnh thì đều có thể tới phụ một tay. Nhóm cũng được chia thành hai đội, hậu cần làm bánh và bán hàng. Trong khi hậu cần tập trung tại một điểm nhất định thì đội bán hàng tỏa ra khắp các cung đường đến từng ngõ ngách với phương tiện di chuyển chính là xe gắn máy. Hiện cả nhóm phát khoảng 1.600 ổ bánh mì mỗi đêm, chưa tính đến phần tặng thêm là xúc xích, sữa và nước uống. Họ thường bắt đầu từ 18 giờ cho tới khi bán hết, hôm nào trễ thì đến tận nửa đêm. Biết những người cao tuổi, người tàn tật khó lòng di chuyển đến các điểm từ thiện cố định, cả nhóm lên kế hoạch chủ động tìm tới tận nơi. Vì di chuyển nhiều nên cả nhóm rất để tâm đến vấn đề phòng chống dịch. Ngoài việc trang bị đồ bảo hộ, găng tay hay khẩu trang, mọi người luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, tránh việc tập trung đông đúc. Nói về lý do lựa chọn bánh mì, anh Huy cho biết vì nó là món ăn bình dân, phổ thông và gắn liền với người lao động ở Sài Gòn. Hơn hết thì phương châm hoạt động của nhóm lúc này là cứu đói ngay lập tức. Suy đi nghĩ lại thì chẳng có gì qua được bánh mì nên quyết định triển luôn. Thấm thía câu nói, của cho không bằng cách cho. Anh Huy và các thành viên trong nhóm luôn cố hết sức làm sao cho người nhận không thấy tự ti hay là mặc cảm. Họ có thể cảm ơn, cũng có thể không. Chỉ cần một bữa no thì với anh mà nói đã là quá đủ. Được biết nhóm bánh mì không đồng vẫn sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi Sài Gòn hết bệnh mới thôi. Sài Gòn đẹp không chỉ bởi cảnh vật mà còn nhờ những tấm lòng như thế. Vậy mới nói càng khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào ta lại càng được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng những hành động đẹp đẽ này sẽ ngày càng được lan rộng và tương lai dịch bệnh bị đẩy lùi, cuộc sống bình yên quay trở lại với người dân Sài Gòn nói riêng cũng như cả nước nói chung sẽ không còn xa nữa. Đừng quên bấm đăng ký kênh Sài Gòn TV để nghe những tin tức nổi bật mỗi ngày.